Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin mang đến cho quý vị những khán giả những tin tức nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trước cơn lũ số 2 trên sông Trường Giang đang cuồn cuộn đổ về, chính quyền tỉnh ủy An Huy Trung Quốc đã quyết định phá đê nhằm hạ mực nước tăng nhanh trong suốt thời gian qua. Trong thời gian này, các đập trên sông Hoàng Hà, con sông lớn thứ hai của nước này vẫn tiếp tục xả lũ, đặc biệt đập nước Tiểu Lãng Để, con đập lớn thứ hai của nước này sau đập Tam Hiệp đã bước sang ngày xả lũ thứ 19. Trung Quốc dùng thuốc nổ phá đê xả lũ. Hiện nay, tình trạng mưa lũ tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc vẫn đang có diễn biến phức tạp. Mưa tiếp tục tàn phá nhiều khu vực của quốc gia Đông Á này, gây lũ lụt và lở đất khiến hàng chục triệu người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiệt hại ước tính lên đến 12 tỷ đô la Mỹ, trong đó các tỉnh Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tại tỉnh An Huy, để đối phó với tình trạng nước lũ dâng cao tại sông Trừ, nhánh cấp 1 của sông Trường Giang, giới chức tỉnh này đã cho nổ hai đoạn đê sông Trừ thuộc huyện Toàn Tiêu, tỉnh An Huy bằng thuốc nổ để mở đường cho nước từ con sông đổ vào hai khu chứa nước lũ bên trong. Sự việc diễn ra vào lúc 3 giờ sáng hôm Chủ nhật. Đây là vụ phá đê thứ hai ven sông Trừ trong 2 ngày liên tiếp, sau khi một đoạn đê khác bị cho nổ hôm thứ Bảy để dẫn nước vào một khu thoát nước lũ khác. Sau nhiều ngày mưa lớn, mực nước trên sông Trừ đã tăng lên nhanh chóng. Trong vòng 24 giờ, từ ngày thứ Sáu đến ngày thứ Bảy, nước sông đã dâng cao hơn 3 mét. Với việc phá đê sông Trừ, hiện mực nước tại đây được cho là đã giảm 70 cm. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh An Huy đã nâng cấp ứng phó lũ lụt lên cấp 1, cấp cao nhất. Hiện tại, mực nước trên sông chính của sông Dương Tử đoạn chảy qua tỉnh An Huy đã vượt mức cảnh báo, kéo theo mực nước sông Trừ cũng dâng mạnh. Theo dự báo, từ ngày Chủ nhật đến ngày thứ Ba sẽ có hai trận mưa rất lớn trút xuống tỉnh An Huy. Công tác phòng chống lũ lụt, cứu hộ và cứu trợ được tăng cường. Cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh An Huy đã yêu cầu chính quyền các địa phương phải giám sát chặt chẽ diễn biến của mưa và lũ lụt, làm hết sức mình để đảm bảo sinh mạng và tài sản cho người dân. Theo cơ quan phòng chống thiên tai tỉnh An Huy, chính quyền các cấp cần thực hiện nâng cao trách nhiệm trong bối cảnh hiện tại, đặc biệt phải tăng cường kiểm tra, bảo vệ những tuyến đê quan trọng trên sông Dương Tử, theo dõi sự thay đổi mực nước trên sông Hoài và sông Trừ. Ngoài sông Trừ, nước ở hàng chục sông, hồ thuộc miền Nam và miền Trung Trung Quốc, gồm cả sông Dương Tử đều đang ở mức báo động do mưa to không ngớt hơn một tháng qua. Lũ sông Hoài dâng nhanh, vượt mức báo động. Sông Hoài dài 1.000 km, là con sông dài thứ tư của Trung Quốc, có cơn lũ đầu tiên của năm vào tối ngày thứ Sáu. Sông trải qua những trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc như Hà Nam, An Huy, Giang Tô. Đây cũng là một trong những tuyến đường thủy quan trọng hàng đầu của Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, cảnh báo lũ lụt trên sông Hoài đã được Ủy ban sông Hoài thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc nâng từ cấp 3 lên cấp 2 sau những trận mưa kỷ lục liên tiếp. 10 hồ chứa trên sông Hoài đã chứng kiến mực nước vượt quá cảnh báo lũ lên tới 6,85 m. Theo Ủy ban sông Hoài, lũ lụt nghiêm trọng đang xảy ra cùng lúc trên sông Dương Tử, sông Hoài Hà và Thái Hồ. Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo, sông Hoài chảy qua các tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô, con sông chảy qua các thành phố lớn, trung tâm sản xuất nông nghiệp hay chế tạo như Phụ Dương, Hoài Nam, An Huy và Tín Dương, Hà Nam. Do tình hình mưa lũ, nhiều đập ở phía đông tỉnh An Huy phải tăng lượng xả. Sau khi tỉnh này liên tiếp hứng chịu mưa lớn, giới chức cho biết, hôm đầu tuần này mực nước ở một số sông hồ ở tỉnh An Huy đã vượt mức báo động, bao gồm các trạm ở sông Hoài. Theo chính quyền tỉnh An Huy, mực nước dòng chính của sông Trường Giang và trạm Vương Gia Bá ở hồ Hoài Hà, tỉnh An Huy đều vượt mức cảnh báo. Chưa hết, một đợt mưa lớn nữa đang được dự báo vào ngày thứ Ba tới, đập nước lớn thứ hai Trung Quốc xả lũ 19 ngày đêm. Từ đầu tháng, đập nước Tiểu Lãng Để trên sông Hoàng Hà đã tiến hành xả lũ. Sau khi hứng chịu nhiều ngày mưa lớn, do mưa lớn kéo dài suốt thời gian qua ở Trung Quốc, khiến đập Tiểu Long Để phải xả lũ với lưu lượng 4.800 mét khối, hiện đập đã tiến hành xả lũ 19 ngày liên tiếp. Đập Tiểu Lãng Để được xây dựng vào năm 1994 và khánh thành vào năm 2000 với kinh phí ước tính 3,5 tỷ đô la Mỹ. Nó có công suất lắp đặt 1.836 MW và sản lượng điện hàng năm lên tới 5,1 TWh với 6 tổ máy, cao hơn 154 mét và rộng 1.317 mét. Đập Tiểu Lãng Để có nhiệm vụ kiểm soát dòng nước của sông Hoàng Hà. Đây là con sông lớn thứ hai của Trung Quốc sau Trường Giang. Hồ chứa của đập Tiểu Lãng Để đã được lệnh xả lũ liên tục kể từ hôm đầu tháng này để chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng trong việc kiểm soát lũ trên lưu vực sông Hoàng Hà. Các chuyên gia khí tượng cho biết, giải mây gây mưa lớn ở khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc thời gian qua sẽ dịch chuyển lên phía Bắc trong thời gian tới. Với vị trí quan trọng ở tỉnh Hà Nam, đập Tiểu Lãng Để có hồ chứa với dung tích tối đa 12,65 km³, có nhiệm vụ giảm lũ, kiểm soát lượng bùn cát, cấp nước và phát điện hàng năm. Cứ đến cuối tháng trước và đầu tháng này, khoảng 2 tuần trước khi mùa lũ bắt đầu, giới chức Trung Quốc sẽ tiến hành xả lũ trên đập Tiểu Lãng Để, con đập có khả năng xả nước trong hoặc nước có phù sa tùy từng thời điểm. Do sông Hoàng Hà có lượng phù sa rất lớn,
nên sau khi đập tiểu lãng để có nhiệm vụ giải phóng lượng phù sa khỏi hồ chứa và sau đó dùng nước trong để đẩy phù sa đi. Việc xả lũ của đập tiểu lãng để có thể làm đáy sông sâu thêm 1,8 m mỗi năm. Sông Hoàng Hà có khả năng đặc biệt vì nó có thể mang theo 1 tỷ tấn trầm tích ra biển mỗi năm. 500 di tích văn hóa ở Trung Quốc bị hư hại, nước Tam Hiệp dâng cao kỷ lục. Tối hôm Chủ nhật, mực nước tại hồ đập chứa Tam Hiệp đã đạt 164,18 m. Đây cũng là mức cao nhất kể từ khi con đập này được xây dựng. Tuy nhiên, lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp đã giảm xuống còn 46.000 m khối trên giây. Sau khi đạt đỉnh 61.000 m khối trên giây, nước lũ dâng cao buộc đập Tam Hiệp phải tăng cường xả lũ những ngày qua. Cũng trong cuối tuần trước, Cục Văn vật Quốc gia của Trung Quốc cho hay, hơn 500 di tích văn hóa không thể di rời tại 11 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc đã bị hư hại ở nhiều mức độ khác nhau do mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam nước này trong năm nay. Ông Tống Tân Triều, Phó Cục trưởng Cục Văn vật Quốc gia của Trung Quốc cho biết, trong mùa mưa lũ năm nay, các di tích văn hóa bị hư hại trên phạm vi rộng với số lượng nhiều và là năm các di tích bị hư hại nghiêm trọng nhất trong mùa lũ những năm gần đây. Các di tích văn hóa trên nằm tại nhiều tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Chiết Giang, thành phố Trùng Khánh. Trong đó có một số cây cầu cổ, các bức tường thành và các tòa nhà cổ đã bị phá hủy. Có hơn 70 cây cầu ở 11 tỉnh bị hư hại, trong đó có những đơn vị bảo tồn thuộc di tích văn hóa trọng điểm quốc gia, cầu Trấn Hải ở An Huy, cầu Đạt Phi Hội Sự ở Tứ Xuyên, cầu Vòng Thanh Hoa ở Giang Tây đã bị phá hủy, còn tường thành ở Tương Dương, Hồ Bắc cũng bị sập một phần. Chẳng hạn, hôm thứ Ba tuần trước, cầu Trấn Hải hay còn gọi là cầu Lão Đại ở thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy đã bị nước lũ cuốn sập. Nhiều người dân địa phương đã cầm dù che mưa đến xem trong sự nuối tiếc. Công trình này gần 500 năm tuổi, được xây dựng dưới triều đại nhà Minh năm 1368 đến năm 1644. Trước mắt, một số tỉnh vẫn còn lũ lụt và tình hình đảm bảo an toàn cho các di tích văn hóa đang vô cùng gay go, ông Tống đánh giá. Vị quan chức trình cho biết, Cục Văn vật Quốc gia của Trung Quốc đã chuyển 3,5 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 500.000 đô la Mỹ tới các khu vực bị ảnh hưởng để phục vụ công tác bảo vệ các di tích, đồng thời kêu gọi chính quyền các địa phương cùng những cơ quan liên quan và công chúng hỗ trợ. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc hôm Chủ nhật cho biết, chỉ tính từ đầu tháng này tới nay, có 23,85 triệu dân ở 24 khu vực cấp tỉnh của Trung Quốc bị ảnh hưởng do mưa lũ. Trong khoảng thời gian này, lũ lụt đã khiến khoảng 16.000 căn nhà bị đổ sập và gây ra thiệt hại kinh tế trực tiếp 64,39 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 9,21 tỷ đô la Mỹ. Mưa lớn từ đầu tháng này vẫn tiếp tục trên nhiều vùng rộng lớn ở Trung Quốc. Cuối tuần qua đã có dự báo mưa lớn vào ngày Chủ nhật đến ngày thứ Hai ở nhiều vùng trên khắp Trung Quốc, như Tây Tạng ở phía Tây Trung Quốc, Vân Nam Quý Châu, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía Nam Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, phía Đông Bắc và An Huy. Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn tại các tỉnh miền Nam Trung Quốc, nhiều công trình di tích cổ tại quốc gia này đã bị phá hủy do lũ. Tình hình mưa lũ khiến hệ thống đê điều tại quốc gia này đã phải chịu một sức ép kinh khủng. Việc phá đê vào lúc này có thể coi là một giải pháp tình thế cần thiết, giúp cho các địa phương đang hứng chịu thiên tai giảm mức độ thiệt hại khi mà mực nước tại các sông, hồ tại đây dâng cao, thậm chí là có lúc vượt đỉnh lũ năm 1998 khiến các đập lớn như Tam Hiệp, Tiểu Lãng để phải khẩn cấp xả lũ hết công suất. Kính thưa quý vị khán giả, cơ quan dự báo của Đài Loan, Trung Quốc cho biết, tâm chấn của trận động đất ở quận Đài Đông, trận động đất 6,8 độ Richter xảy ra sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter ở cùng khu vực vào tối qua theo giờ địa phương. Trận động đất 6,8 độ Richter khiến tàu chật bánh và nhiều tòa nhà đổ sập. Theo đó, cơ quan cứu hỏa Đài Loan đã giải cứu thành công 4 người khỏi một tòa nhà bị sập ở Juli. Ngoài ra, có 3 người bị rơi khỏi một cây cầu bị hư hỏng do động đất cũng được cứu và đưa đến bệnh viện. Cơ quan đường sắt Đài Loan thông tin, 6 toa tàu đã chật bánh tại ga Zhongli, miền đông hòn đảo. Trong khi đó, một phần của vòm sân ga cũng bị sập, khoảng 20 hành khách đã được sơ tán và may mắn không có ai bị thương. Hơn 600 người đã bị mắc kẹt trên các khu vực núi Chi Ke và Liu Hi Hi do các con đường bị đóng cửa. Lực lượng chức năng đang tiến hành các công việc cần thiết để mở lại đường. Trong khi đó, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Mỹ cảnh báo các đợt nguy cơ sóng thần có thể xảy ra dọc theo bờ biển Đài Loan, cách tâm chấn tới 300 km, bờ biển Đài Loan, cách tâm chấn tới. Những điểm tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.